Với phương kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Tính mấy bản tin hoạt trình đốn hôm nay gồm có tin tròn lọc, tin cập nhật Mỹ, Úc, Nhật và Ấn Độ sẽ tập trận chung và phỏng vấn tìm hiểu về quận Fairfax giúp người mất việc mùa Covid. Để mở đầu, với phương kính mời quý vị theo dõi tin tròn lọc. Gần 70 triệu cử tri Mỹ đã đi bầu sớm vượt nhiều so với năm 2016, khi thời gian chỉ còn chưa đến một tuần là tới ngày bầu cử chính thức 3 tháng 11. Hơn 68 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm, cao hơn nhiều so với tổng số 47 triệu cử tri bỏ phiếu sớm năm 2016. Theo số liệu của tổ chức US Elections Project, Texas đang là tiểu bang có số phiếu bầu được bỏ sớm nhiều nhất, gần 8 triệu phiếu, gần bằng 90 Tổng số phiếu bầu tại tiểu bang này trong kỳ bầu cử 4 năm trước. Các tiểu bang như Bắc Carolina, Georgia, New Mexico và Montana, số cử tri bỏ phiếu sớm cũng đã gần bằng 75% tổng số cử tri tham gia bầu cử năm 2016. Tiếp đến là các tiểu bang Washington, Florida và Tennessee, số phiếu được bỏ sớm cũng đã chiếm khoảng 70% tổng số cử tri của mỗi tiểu bang tham gia bầu cử lần trước ông Michael McDonald, phó giáo sư Đại học Florida, điều hành tổ chức US Election Project hôm 25 tháng 10 nhận định, với tốc độ bỏ phiếu sớm tại một số tiểu bang như hiện nay, thì một số tiểu bang nhất định số lượng phiếu bầu được bỏ sớm có thể vượt qua cả tổng số phiếu bầu của mỗi tiểu bang đó trong năm 2016. Trong số gần 70 triệu phiếu bầu đã được bỏ sớm, hầu hết là bỏ phiếu qua thư số lượng người Mỹ bỏ phiếu qua thư kỷ lục vào năm nay, một phần bởi vì những quan ngại về đại dịch coronavirus, và phần khác là do nhiều tiểu bang đã chủ động thúc đẩy bỏ phiếu qua thư là cách thức ưu tiên và đã làm cho tiến trình bỏ phiếu này thuận tiện hơn. Việt Nam bất ngờ loan báo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Hà Nội. Việt Nam thông báo Ngoại trưởng Mike Pompeo thăm chính thức ngày 29 và 30 tháng 10, không lâu sau khi một công dân Mỹ bị kết án 12 năm, được Việt Nam trả tự do. Tin ông Pompeo thăm Việt Nam được dự kiến tới phút chót, chỉ vì có thông báo chính thức của Việt Nam hôm 28 tháng 10, trong khi Mỹ chưa nói gì. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ không hề nói ông Pompeo đến Hà Nội. Ông Pompeo đang ở Ấn Độ và sẽ ghé Indonesia hôm 29 tháng 10. Chính phủ Việt Nam cho biết chuyến thăm của ông Pompeo để đánh dấu kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bản tin tiếng Anh trên trang web Chính phủ Việt Nam nói: Việt Nam luôn xem Hoa Kỳ là một trong các đối tác hàng đầu. Vài ngày trước khi có tin xác nhận một công dân Mỹ gốc Việt, Michael Nguyễn, được Hà Nội thả tự do. Ông Michael Nguyễn bị kết án 12 năm tù hồi năm ngoái về cáo buộc âm mưu nhằm lật đổ chính quyền. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục đưa ra bình luận cứng rắn, chỉ trích Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến công du châu Á. Ông cáo buộc chính quyền Trung Quốc đang hoạt động như kẻ săn mồi ở Sri Lanka. Từ các giao dịch tồi tệ, vi phạm chủ quyền và vô luật pháp trên đất liền cũng như trên biển, chúng tôi thấy rằng đảng Cộng sản Trung Quốc là kẻ săn mồi và Hoa Kỳ đi theo một chiến lược khác. Chúng tôi tiếp cận với tư cách là một bằng hữu và đối tác. Ông Pompeo nói với một cuộc họp báo trên truyền hình tại thủ đô Colombo, Sri Lanka. Trái ngược với Ấn Độ, Sri Lanka là một đồng minh thân cận của Bắc Kinh. Bộ trưởng ngoại giao Dinesh Gunawardena cho biết, Sri Lanka muốn duy trì hòa bình và quan hệ tốt đẹp với mọi quốc gia.